không còn con ở đây luôn, mà mặt còn quá trời luôn anh em. Đó cái tổ này mình đi tới đây nó bỏ nó bay đi kìa. Mặt còn nhóc luôn. Nghĩa cũng xin chào anh em nha. Nghĩa xin chúc anh em có một ngày mới thật là nhiều sức khỏe, thật là nhiều niềm vui nha. Hôm nay mình bắt đầu đi bắt ong ở Đức Liễu lại nè cả nhà. Giờ mình sáng mình vô mình gặp được tổ ong trên bụi tre nè. Nãy giờ mình đi cũng hơi xa rồi. Nè, trong vỏ mà cũng chưa có gì. Bây giờ mình bắt cái tổ này coi có mặt không nha cả nhà. Đức Liễu sau bọng á. Rồi mình đi mới lên Bình Phước ngày hôm. Đó cái tổ ong nó nằm đó kìa. Nó bị hơi khô chân anh em ơi. Nó bị khô chân rồi. Rồi mình gác vô mình đi kiếm tổ nữa coi cái mặt nó là sao, cái mặt nó ngon không? Còn không ngon thì mình đi chỗ khác. Mặt nó đang khô nè. Đây mình thấy được tổ nó nằm bên kia kìa anh em, trong bụi đó. Cái tổ nằm gì đó, bây giờ phải qua cái mương này. Mương này hơi sâu, kiếm đường qua. Đây leo xuống được, đây sâu lắm. Kiếm đường qua bắt tổ đó anh em ơi. Nè, có tổ nè. Thấy cũng lép lép đó anh em ơi. Thấy mặt nó lép nè. Mặt lép cũng được lắm, đang chăm. Có vô để tiếp tục đi anh em ơi. Đây mình phát hiện đây tổ nè anh em. Tổ này nhỏ hơn cái tổ hồi nãy. Không biết mặt nó có bằng mặt hồi nãy không. Dạ, đây có tổ. Dạ, ông ruồi. Dạ, bây giờ nó bắt đầu có mặt lại. Dạ. Nó mới có mặt lại à, chứ cũng mặt cũng chưa được nù bao nhiêu. Dạ. Dạ. Dạ không, tới tháng là nó có mặt là nó có à.
Tổ này mặt ngon hơn tổ nãy. Dạ. Dạ cũng tùy theo à. Tùy theo tổ mặt nhiều một ít. Dạ, này mặt ngon hơn. Màu phấn còn nè. Nó chưa chăm nó đầy mặt. Màu phấn nó còn ở khúc trên. Đây phấn còn nè. Dạ làm lại nó nuôi con. Nó nở để cho nó nở con. À được hai tổ à. Dạ. Đâu anh? Dạ. Ở cái nhà bên kia, cái khe chỗ gần cái nhà bên kia. Hai tổ bỏ bọc. Cái cây điều to này có một tổ nè anh em. Nằm tút lút trên đọt à. Nhưng mà hình như là cái tổ này nó quá già rồi, nó muốn bỏ đi rồi sao. Thấy nó cũng trống trống. Quá già luôn rồi, nó lòi con rồi luôn. Nó nằm ở trên trên cái chỗ chìm gửi nè. Rồi để mình leo lên nha anh em, cây này cũng to quá. Ui chà, khó leo đây, không bị nhắm. Tổ này già mặt lép xẹp anh em ơi. Có mặt không đây? Được chớp mặt anh em ơi. Già quá nó khô. Hết con luôn, không còn miếng con nào. Rồi, dồn cái tổ này với tổ kia chua chung luôn anh em ơi. Ở trên cái điểm này có tổ nè anh em, giờ mình thấy non xèo à. Đó, cục đang thui đó, để mình leo lên. Tổ này nó mới về sao nó còn non lắm. Nặng lắm anh em ơi.
Trời ơi, cục mặt nè. Hết biết cục mặt rồi. Cục mặt này chắc cần 2 xỉ luôn á. Quá trời cục mặt nè. Đã ghê anh em ơi. Ôi da chích. Đã quá, cục mặt đã quá. Trời ơi. Ui nù luôn. Rồi, bỏ vô đi tiếp anh em ơi. Tôm này quá sướng rồi, tôm này gần 2 xị anh em. Quá đã cục mặt. Trời ơi, nặng. Nặng chịu luôn á. Còn miếng phấn điều anh em ơi. Phấn nó. Nó xuống tới dưới rồi. Nó lòi. Nó lòi phấn ra hoài rồi. Cạo ra là sạch luôn nè anh em. Còn mấy hộp phấn điều với phấn vàng nè. Cái tổ này là về tới nhà là nó chảy ra nước hết luôn á, nó dập ra nước hết luôn tại vì tổ quá non này. Đã thiệt. Rồi, bỏ vô anh em ơi, bỏ vô nó dập tùm lum hết luôn rồi. À, đi tiếp tục nha anh em. Trên cái điều này thấy tổ nè anh em. Đây nước ở suối nó bay lên đây nè. Tổ này cũng nhỏ. Phấn điệu nằm sát quá. Mặt ngon ghê. Chăm bít hết trơn rồi. Chăm xuống tới dưới luôn. Giờ cái cục mặt nó không nù. Nhỏ mặt ngon quá. Chạy mặt. Nó nằm sát kèo quá nè. Thôi bỏ vô đi tiếp anh em ơi. Ở bên cái bì hồ bên kia có một bầy ong nó bay túi bụi bên kia. Để mình qua mình coi coi cái ong nó mới về hay là nó xả nực ra mà sao nó bay tùm lum luôn, bay hết cái vòng vòng hồ luôn nè.
nhìn thấy cũng giống nó mới về lắm. Wow, trời nó bay kìa. Nó bay kìa. Bay rồi anh thấy đúng rồi. Giống nó mới về quá. Không thấy ổ. Ôi ông nó bỏ đi. Ôi giờ nó già nó bỏ đi anh em ơi. Nó bay ra hết luôn. Đây mình để cái vỏ đây. Ông nó già nó bỏ đi, mình thấy nguyên cái ổ chống lóc chống lơ. Ổ nằm múc ở dưới đây nè, sát đất luôn. Đó nó đi rồi anh em. Nó bay đi nè. Quá trời quá đất luôn. Không còn con trong đây luôn. Mà mặt còn quá trời luôn anh em. Đó cái tổ nè. Mình đi tới đây nó bỏ nó bay đi rồi. Mặt còn nhóc luôn. Nó bỏ đi rồi anh em. Mình cái này mình khỏi rớt tàn rồi. Rồi mới đây mà bay ha. Đi qua tới bên kia rồi kìa. Trời ơi mặt xuống tới dưới luôn anh em ơi. Nó bỏ đi mà mặt ghê em nè. Quá wow, trời mặt luôn. Mặt ống ống ánh luôn nè. Đó, từ đầu tính đuôi luôn nè. Mặt quá trời mặt luôn. Rồi, bỏ vô đi tiếp anh em ơi. Nắng quá. Mình che lá chuối lại cho đỡ bị sụp mặt. Ở trên cây điều này có một tổ nè anh em. Đó, nằm cục ở chỗ mặt trời nè. Mặt đã quá. Quá đã cục mặt. Cục này xị máy nữa. Cục này thì cỡ xì rưỡi anh em. Quá đã luôn. Rồi hôm nay mình được như đây anh em. Mình cũng về tới xe ra xe rồi. Đây chứ cũng cỡ cỡ 2 lít anh em. Rồi chào tạm biệt anh em nha. Hẹn anh em những clip sau gặp lại nha. Bye bye.